vô cơm. Ê, quay 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 nhà mình cũng ở gần chợ mà vô mà mày lại mình đặt tiền chứ mày để tiền thứ hai mày nuôi ai mày nuôi trai hay gì mày không đi chợ mày mua cái dép mới mày má phải cái dép mày nó nhẹ má ơi nó nhẹ mà chợ có nhiều cái cũng nhẹ vậy mà không phải nó nhẹ là nó bằng phẳng cái gì mày bây giờ mày cột vậy đó hả vốn bây giờ em kiếm cộng cộng lại cho thành một cái này coi này học xa nè mẹ xịn nè em cái dép mày giục mẹ cho rồi nghĩ sao vô mày cất vô cho tao con dép đó là má kiếm 8 tỷ rồi đó con. Dép đó má kiếm 8 tỷ rồi mày con. Mày thấy sơn thượng các bà chị đồng bà nó dép 8 tỷ không em? Dép 8 tỷ. Là trời ơi mà có gì đâu. Mấy người làm quá là cái số 8 tỷ 10% thế là 8 mà có gì đâu chị phí phụ. Đó thì bất quá. Trời ơi. Tôi dép kiếm 8 tỷ. Cô nọ mà mang cái dép lên. Ờ thấy gớm không? Mà có gì đâu, bất quá nó xúc cái này nó còn giải 400 đó, để tao la nói tại sao tao không giữ mày coi đó. Mà nhà ví dụ nó không ở gần chợ tao nói này gần chợ kế bên chợ. Mà ví dụ như xe hơi tay lái kịch phách. Quay rửa chân. Trời ơi, nó dám nhốt. Ở nhà gây lộn với bà bán dép hoài. Nhốt, nhốt. Ai công nhận đẹp đó, mình hoài hoài, mình bọc hoài. Trời, nó mua đen. Kệ tôi thích vậy đó.